Lộ ảnh Ghin Tuấn Kiệt và Buka làm lễ gia tiên, chính thức về chung một nhà. Ca sĩ Ghin Tuấn Kiệt và diễn viên Buka là hai gương mặt được nhiều khán giả yêu mến. Mới đây, một hội nhóm thu hút khá nhiều người dùng đã đăng bức ảnh Buka và Ghin Tuấn Kiệt làm lễ gia tiên gây chấn động. Trong bức ảnh, Ghin Tuấn Kiệt diện vest trắng lịch thiệp, còn Buka mặc áo dài truyền thống xinh đẹp và nổi bật. Hình ảnh trong lễ cưới của cặp đôi thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Dân tình trần trần chúc phúc cho cặp trai tài gái sắc này. Tuy nhiên cũng có người cho rằng có lẽ đây chỉ là một tình huống trong game show cả hai mới tham gia. Hiện tại cả Buka và Ghin Tuấn Kiệt chưa lên tiếng về bức hình gây bão mạng xã hội. Buka từng có chuyện tình cảm với đạo diễn Diệp Tiên, cả hai từng yêu đương chung sống trong 3 năm nhưng cuối cùng quyết định đường ai nấy đi trong tiếc nuối. Kể từ đó nữ diễn viên tập trung phát triển sự nghiệp kín tiếng trong chuyện đời tư. Mới đây trong một talk show, Buka chính thức xác nhận chuyện có bạn trai trước khán giả. Nhiều dân mạng đồn đoán người Buka nhắc đến chính là Ghin Tuấn Kiệt. Trước đó, Buka và Ghin Tuấn Kiệt từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò, thậm chí là sống chung. Các đồng nghiệp như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm và gần đây là Xuân Nghị từng nhiều lần ẩn ý cả hai là một cặp. Tuy vậy, trong một bài phỏng vấn, Buka giải thích rằng đồ khuôn mặt khá đại trà, gần giống với Ghin Tuấn Kiệt nên bị lầm tưởng là đồ đôi. Buka cảm thấy ngại khi làm việc chung với đàn em vì bị đồng nghiệp, người hâm mộ liên tục